Trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay Minh Vy muốn nhắc đến con số 5.945. Đây là số xe máy mà Honda Việt Nam bán ra mỗi ngày trong năm tài chính vừa qua. Honda Việt Nam vừa tổng kết năm tài chính 2016-2017. Trong năm qua, hãng xe này bán ra gần 2,2 triệu chiếc xe máy, tiếp tục dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam khi chiếm hơn 69%. Tính ra trung bình mỗi ngày trên cả nước, Honda Việt Nam bán ra được 5.945 xe máy. Bên cạnh xe máy, năm 2017 vừa qua, Honda Việt Nam đã bán được 12.270 xe ô tô các loại tại Việt Nam. Hãng xe này dự báo năm tài chính 2018 sẽ không có nhiều biến động và tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, thị trường xe máy sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, các dòng xe tay ga, xe số tiếp tục giảm.